Quang Huy xin kính chào quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi Camera 24 giờ được phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, theo quy định của luật giao thông đường bộ về tín hiệu đèn giao thông, đèn xanh các phương tiện di chuyển, đèn đỏ các phương tiện phải dừng lại. Nhưng trên thực tế, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, có phương tiện vẫn cố tình vượt hoặc người điều khiển phương tiện mất tập trung, không giảm tốc độ dẫn đến tai nạn cho những phương tiện đang dừng chờ ở phía trước. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những tình huống xảy ra khi dừng chờ đèn đỏ. Mời quý vị cùng theo dõi. Hình ảnh được camera an ninh nhà dân ở bên đường ghi lại. Đây là ngã tư huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, các phương tiện dừng chờ thì bị xe container mang biển kiểm soát 67H02364 tông từ phía sau, gây ra tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông hàng trăm mét. May mắn không có ai bị thương. Đoạn giao giữa quốc lộ 1A với đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe container chạy trên quốc lộ 1A khi đến giao lộ va chạm với xe điện do người phụ nữ điều khiển đang chờ đèn đỏ. Va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường, bị thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn xe container thắng gấp một đoạn dài, đánh lái làm nghiêng xe, suýt bị lật giữa đường. Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại giao lộ có đèn tín hiệu, ô tô con đi chậm để dừng đèn đỏ. Bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe tải lao nhanh tới. Dù tài xế đã đánh lái sang trái, chấp nhận đâm vào giải phân cách, nhưng vẫn va chạm với đuôi xe ô tô con. May mắn là hai chủ phương tiện không sao, nhưng xe bị hư hỏng. Tình huống xảy ra tại nút giao cắt giữa đường Trần Duy Hưng và Khuất Duy Tiến theo hướng đi đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội. Thời điểm này, các phương tiện ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu. Bất ngờ chiếc xe màu đỏ phía trước mặt có dấu hiệu lùi nhưng không hề sáng đèn phanh. Thế vậy, tài xế phương tiện gắn camera hành trình bấm còi inh ỏi, đồng thời chuyển về chế độ lùi để tránh. Chỉ khi sắp chạm vào xe phía sau thì ô tô màu đỏ mới dừng lại.